mời quý vị lắng nghe lời Chúa thứ ba, tuần thứ ba mùa thường niên, ngày 23 tháng 1 năm 2024. Bài suy niệm của Tiền Vĩnh Thệ do An Phaolô đệ nhị, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Marco chương 3. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rào mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Bài tin mừng hôm nay đặt trong khung cảnh nhộn nhịp, có đông người vây quanh Đức Giêsu. Họ đang nghe Ngài giảng dạy. Ngay lúc đó, Đức Mẹ và anh em muốn đến gặp Ngài. Tại sao mẹ Maria và anh em lại đến tìm gặp Ngài lúc này? Chúng ta hãy quay trở lại những sự kiện xảy ra trước đó. Trong tin mừng Marco chương 3, từ câu 20 đến câu 21 cho thấy sự chống đối mạnh mẽ của người Pha-ri-sêu, thậm chí họ đang tìm cách giết Đức Giê-xu vì cho rằng Ngài bị quỷ vương Be-en-ze-bun ám. Ngài không tuân thủ luật giữ ngày Sa-bát, đã để cho các môn đệ bứt lúa ăn. Ngài chữa người bị bại tay trong ngày Sa-bát. Có lẽ khi biết Đức Giê-xu đối diện với những nguy hiểm đang đe dọa tới tính mạng, nên mẹ Maria và anh em sốt ruột đi tìm Ngài để bảo vệ Ngài chăng? Mọi người chưa biết làm cách nào để tìm gặp thì đã nghe tiếng Ngài: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Đức Giêsu muốn cho đám đông hiểu giáo huấn của Ngài đến từ thánh ý Thiên Chúa. Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đức Giêsu đang phải gặp nhiều chống đối từ những con người chưa hiểu thánh ý Thiên Chúa là gì. Vì thế, họ sẵn sàng hành động, dù việc đó trái ý Thiên Chúa. Họ không phải là anh em của Đức Giêsu. Bên cạnh đó, Đức Giêsu cũng muốn bày tỏ cho mọi người biết mẹ Ngài là người sẵn sàng thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Nói cách khác, mẹ Maria là người luôn biết lắng nghe lời Chúa và thực hành lời ấy trong cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh cao quý này của Đức Maria muốn nói gì với chúng ta? Chúng ta thường đọc kinh lạy Cha mỗi ngày. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta lương thực dùng đủ. Đây là lời nguyện xin tốt đẹp, thể hiện một tâm hồn tín thác hoàn toàn vào Chúa. Bởi lẽ thường, ai cũng thích được dư đầy và no ấm. Nhưng khi mọi thứ đều dùng đủ, đó là lúc người ta có cảm giác thiếu hụt. Ăn vừa đủ thì ngon, nhưng lại có cảm giác thiếu một chút. Nói cách khác, ăn thiếu một chút sẽ thấy ngon. Vì thế, khi cầu xin cho được lương thực dùng đủ, là tự đặt mình vào trạng thái thiếu hụt trong tranh. Thế nhưng đó lại là thời khắc bình an và tín thác vào Chúa. Khi tâm hồn lắng đọng, chúng ta được lời Chúa soi dẫn, rất có thể chúng ta sẽ nhận ra con người thật của mình chăng? Có khi chúng ta là một người tin mạnh mẽ vào Chúa, nhưng cũng có lúc lại là một người kém tin hay chẳng tin Chúa chút nào. Bên cạnh đó, lương thực mỗi ngày của chúng ta không chỉ dừng lại ở cơm áo gạo tiền, nhưng bao gồm cả thức ăn thiêng liêng nữa,
như đọc kinh, cầu nguyện và dâng lễ mỗi ngày. Mỗi khi làm những việc này, chúng ta được lời Chúa nuôi dưỡng, được Thánh Thể tăng thêm sức mạnh để có đủ sức chiến đấu trong trận chiến thiêng liêng mỗi ngày. Lạy Mẹ Maria, Mẹ chính là ánh sao sáng dẫn đường cho chúng con, nhất là những giờ phút trong sa mạc với Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể dâng hiến trọn vẹn với lòng tín thác tuyệt đối. Xin Mẹ giúp chúng con luôn nhiệt tình đem Chúa đến cho mọi người, nhất là những ai chưa nhận biết Chúa. Amen. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chúa chan hy vọng, là đường để con hăng soi bước, lời Ngài đường chất ngất niềm vui trọn vẹn làm tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng soi bước, lời Ngài đường chất ngất niềm vui.